Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương bò về ba con bò chửa mới nhé. Hàng Lai Sim, Phan Eman hai dòng. Đấy, toàn hàng gây lái rất là đẹp luôn nhé. Em quay chi tiết để các bác xem và tham khảo. Nếu bác nào mà yêu thích hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Ba con bò chửa rất là đẳng cấp luôn. Đây, con đầu tiên này. Đấy, ba con này đều bò tơ chửa lứa đầu tiên nhé. Đấy, lối rất thuận luôn, dòng Lai Sim lùn đẹp. Đấy, con này thì nó đã chửa rất là to, con này chửa hơn 8 tháng này. Lối quá đẹp luôn, dòng Lai lùn này thì được cái là ba con này là đều dòng Lai Sim lùn hết nhé, nhưng mà nó thuộc hai dòng cho nên là các bác nuôi rất là yên tâm. Ngày mai nó rất tầm đại đấy, lứa đầu tiên này. Đây, đấy, ba con này, một nhà luôn nhé. Đấy, gia đình bắn tinh vào tai, bắn số vào tai để theo dõi ngày lấy giống. Đấy, này. Con này là có chửa 6 tháng này. Lối rất đẹp, dày dặn. Đây, con này là có chửa 5 tháng này. Em quay chi tiết từng con nhé. Nói chung là để nói ba con này thì nó rất là đều nhau, hai con này thì đều nhau hơn này. Đấy. Chiều cao nó tầm cửa 1m3 nhé, bình quân ba con. Đấy, con này là đây, con đầu tiên này là con này là chửa 6 tháng này, 13 tháng 2 dương lịch nhé. Đấy, không một lỗi vết gì nhá, rất là thuận luôn. Con thứ hai, con này để em quay cái số cho các bác nhìn. Đấy, con này 17 tháng 3. Con thứ hai là 17 tháng 3 nhé. Đấy, lối rất đẹp luôn. Bình quân là nó tầm 3 tạ rưỡi hơi một con nhé. Đấy, có con này là to hơn này. Con này nó tầm 390 cân hơi đến 4 tạ. Đấy, con này thì nó to nhất. Đây, con này là con to nhất rồi. Đấy, con này nó tầm 4 tạ hơi nhé. Đấy, con này thì có giá là bằng 33 triệu, bao ship cho các bác trong vòng 100 cây nhé. Em báo giá từng con để các bác tham khảo. Đấy, bác nào mà yêu thích con nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Còn hai con này là bằng 30 triệu một con. Đấy, ưu tiên cho bác nào mà lấy tất cả ba con nhé. Đấy, ba con bò này về bác nào nuôi thì rất là thích luôn. Toàn dòng Sim lùn đẹp, chửa rành mạch hết rồi. Một nhà luôn, cho nên là các bác nuôi rất là thích. À, rất đều nhau nhé, nhẵn nhụi đẹp. À, hai con này là 30 triệu một con. À, con này chửa to hơn là 33 triệu nhé. Đấy, một con này là chửa 8 tháng. À, một con là 5 tháng, một con là 6 tháng nhá. Đây, con này có 5 tháng này. Toàn bò rất là đẹp luôn, toàn dòng Lai lùn đẹp. Đấy, mua những cái dòng này về các bác nuôi thì rất là dễ nuôi luôn. Đấy, con kia là chửa 6 tháng này. Đấy,
Bác nào mà yêu thích hàng lai lùn đẹp thì liên hệ trực tiếp cho em bắt bao này nhé. Đấy, các bác mua bò gây lái mà mua cái dòng này thì về nó rất là dễ nuôi. Vì là thường thường là những cái dòng lai lùn này là nó rất hay ăn, dễ chăm sóc và rất là mắn đẻ luôn nhé. Đấy. Đây, em quay lại bác nhìn một lần nữa nhé. Đây, chân móng từng con nhé. Quang quấy này. Đấy, đầu mặt này. Đây, con đầu tiên này. Con này chưa 6 tháng này. Đây, con thứ hai nhé. Đó. Toàn dòng lai sim Panaman 2 dòng. Rất đẹp luôn. Chữa rành mạch 5-6 tháng hết này. Cho nên là các bác rất là yên tâm luôn. Con này thì là chữa 8 tháng, nó chữa rất là to rồi. Đó. Ba con đều bò tơ chữa như đầu tiên nhé. Đây, còn con này là con kem Pháp, thì con này thì mới bắn tinh được hơn 1 tháng. Thế nên là con này thì sợ các bác là gia đình thì bắn tinh là nó đã được giống rồi, nhưng mà mình chưa khám được. Đấy. Con này nó tầm cửa 4 tạ hơi nhé. Khuôn mặt này. Lỗi thì cực kỳ dày, đẹp. Cũng dòng lai lùn luôn. Đấy, con này cũng có giá bằng 32 triệu. Bốn con bò cái đẹp. Đấy, rất đều nhau luôn nhé. Hoàn hàng rất là chất lượng. Bác nào mà yêu thích thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Ba con bò chửa rất đẹp luôn. Con này chửa thì nó mới được hơn 1 tháng một chút. Ba con này thì chửa to. Quá rành mạch. Ưu tiên cho bác nào mà lấy tất cả ba con nhé thì liên hệ trực tiếp cho em thương lượng giá nhé, em sẽ bớt cho một chút nếu mà bác nào lấy tất ba con. Đó. Quá đẹp luôn. Chào các bác.